Hôm nay thì mình sẽ chữa cho tất cả bạn và các em chiếc đề tinh túy chuẩn trúng tủ, là chiếc đề mà thầy Minh tu tập gọi là chắt lọc từ tất cả những cái đề trong đề thi chuẩn trung quốc gia hôm nay, đề thi thử của tất cả các trường chuyên, đề thi thử của tất cả các trường nổi tiếng, để dồn nén vào trong cái đề này để dự đoán được cho tất cả bạn và các em, làm sao cho tất cả các bạn và các em điểm thi thật là cao trong kỳ thi năm nay. Và rất là mong muốn tất cả các bạn và các em ủng hộ thầy, ủng hộ công sức của thầy Minh bằng cách là comment đáp án thật nhiệt tình và tag giúp thầy Minh tất cả các bạn của các em vào đây ạ. Ok, cảm ơn tất cả các bạn và các em rất nhiều. Let's go, chiến đấu. Câu 41. Kim loại nào sau đây tác dụng với COSO4 tạo thành kết tủa màu xanh? Thì kim loại nhá, câu này câu khá xoáy luôn, đáp án đúng đáp án A. Tại vì thế này này, natri này tác dụng với nước thì sẽ tạo thành natri hydroxit NaOH cộng với 1 phần 2 hydro. Và chính anh NaOH này này tác dụng với COSO4 để tạo thành kết tủa COOH2 lần cộng N2SO4. Vậy đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án A, kết tủa màu trắng xanh nhá. Câu 42. Câu 42 ạ. Kim loại nào sau đây có thể điều chế được bằng phương pháp thủy luyện? Các bạn có thể comment đáp án cho thầy được không ạ? Kim loại nào được điều chế bằng phương pháp thủy luyện? Các bạn nhớ thầy nhá. Điều chế được bằng phương pháp thủy luyện ấy thì đó là những anh kim loại làm sao ạ? Tính khử trung bình yếu, không thể là canxi được, tại vì canxi tác dụng với nước, kali cũng không được, natri cũng không được. Đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án D các em nhé. Câu 43. Úi dồi ôi, muối natri dichromat. Mỗi câu về muối di natri chromat này, chúng ta phải nắm được công thức của nó, Na2CR2O7, phải thuộc một cái skill của thầy Minh, một cái chiêu này thôi. Ba bạn nhớ được cái chiêu này ạ? Bao nhiêu thanh niên niên học sinh của thầy Minh nhớ cái chiêu này ạ? Gì ạ? 4 vàng mua 7 cam. Vậy anh này có màu cam, da cam ạ. 43 đáp án A. 44 ạ. Kim loại vàng có thể rát mỏng thành lá đến mức ánh sáng có thể xuyên qua. Khả năng rát mỏng đó là do vàng có cái gì? Trời ơi, câu này cũng là một câu cực kỳ dễ. Các bạn có mấy đáp án xem nó đáp án gì ạ? Do gì ạ? Rát mỏng là do gì ạ? Rát mỏng là do tính dẻo. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án gì? Câu 45. Nguyên liệu chính dùng để sản xuất nhôm là? Thì sản xuất nhôm nha, các em nhớ cho thầy ạ. Đó là điện phân nóng chảy anh Al2O3. Và Al23 thì có nguồn gốc từ quặng bô-xít nhé, quặng bô-xít. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án A. Câu 46 ạ. Chất nào sau đây là disaccharide? Monosaccharide là glucose và fructose. Disaccharide là saccharose, còn tinh bột và sen nó là polysaccharide. Vậy đáp án đúng của chúng ta ở đây chỉ có thể là saccharose mà thôi. Câu 47. Thành phần chính của muối ăn là natri clorua. Công thức khoa học của natri clorua. Ôi, câu này mà không làm nữa thì thôi, hai năm ba lứa nhỉ. Công thức hóa học của natri clorua là NaCl. Đáp án đúng là đáp án C. Ok, câu 48. Chất nào là thành phần chính của cồn y tế 60 độ? Rồi, cồn y tế 60 độ các em ạ. Nào các bạn cùng comment cho thầy em nào. Thành phần chính của cồn y tế 60 độ là gì ạ? Là gì ạ? Ancol gì? Ancol ethylic, đúng không? Ancol ethylic, cồn y tế 60 độ, C2H5 OH nhá. Nào, câu 49 ạ. Chất nào sau đây không là chất khí ở điều kiện thường? Chất nào sau đây không là chất khí ở điều kiện thường? Chất nào sau đây không là chất khí ở điều kiện thường? Các bạn lưu ý cho thầy nhá. Chất nào không là chất khí? Chất nào không là chất khí ở điều kiện thường? Thế thì mình phải lưu ý nhá. Để điều kiện nó là chất khí thì nó là gì ạ? Để điều kiện nó là chất khí ạ. Thế giờ mình phải nắm được là trong những anh này, những anh nào là chất khí, những anh nào không phải là chất khí, đúng không? Nào trong này những anh nào chất khí, những anh nào không phải chất khí ạ? Anh nào chất khí, anh nào không phải chất khí ạ? Đây, anilin là chất lỏng, etinamin là chất khí đúng không? Trimetinamin cũng là chất khí đúng không? Metinamin cũng là chất khí đúng không? Vậy không là chất khí thì nó là anilin. Anilin ở điều kiện thường nó là chất lỏng các em nhé. Anilin nó ở điều kiện thường nó chính là chất lỏng, ok không? Câu 50 ạ. Câu 50 ạ. Nào 50 ạ. 50 các bạn chọn đáp án gì ạ? Phản ứng của nhôm với chất nào sau đây ở nhiệt độ cao được gọi là phản ứng nhiệt nhôm? Phản ứng của nhôm với chất nào sau đây ở nhiệt độ cao thì được gọi là nhiệt nhôm? Ôi dồi ôi, vậy nhôm ấy, điều kiện để phản ứng nhiệt nhôm đó là anh nhôm tác dụng với gì ạ? Oxit đúng không? F2O hào bà. Vậy 50 đáp án chính xác nhất của chúng ta đó là đáp án A với F2O hào bà. Rất dễ luôn. Câu 51 này. 51 hay. Câu 51 cực kỳ hay luôn. Bạn nào giải được 51 hơi bị sướng luôn.
Nói chung là những cái câu đầu tiên nó chỉ là mức độ tốt nghiệp thôi các em ạ. Nước cứng tạm thời tác dụng với chất nào sau đây mà không thu được kết tụa? Nước cứng tạm thời tác dụng được với chất nào sau đây mà không thu được kết tủa các em nhé? Nước cứng tạm thời là nó chứa gì ạ? Ca2 cộng và HCO3 trừ. Thì nó tác dụng với CaOH lần tạo thành kết tủa CaCO3, do HCO3 trừ cộng OH trừ để tạo thành kết tủa Ca, để tạo thành kết tủa CO3 2 trừ, CO3 trừ cộng canxi cộng tạo thành CaCO3. Vậy thằng này có kết tủa. Na3PO4 thì PO43 trừ cộng canxi cộng tạo thành Ca3PO4 hai lần kết tủa. Ca2 cộng cộng CO3 2 trừ để tạo thành kết tủa CaCO3 cũng kết tủa. Vậy không thu được kết tủa thì chỉ có tác dụng với HCl mà thôi. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án D các em nhé, HCl. Câu 52 ạ. 52 các bạn chọn đáp án nào nào? 52 ạ. Benzin acetat là một este có mùi thơm của hoa nhài. Công thức của benzin acetat là gì ạ? Nào, các bạn comment cho thầy xem nào. Công thức của benzin acetat ạ là gì ạ? CH3COO, đuôi nó là đuôi benzin nhỉ? CH2C6H5 các em nhá. Vậy đáp án chính xác nhất của chúng ta nó chỉ có thể ở đây, đó là 51. Đáp án đúng của chúng ta 52 ạ. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án D mà thôi. Đáp án D các bạn nhá. D ạ. Nào, câu 53 xem nào. Các bạn comment cho thầy xem đáp án câu 53 đáp án gì ạ? 53. 53 đáp án gì ạ? 53 các em nhá. 53 các bạn comment xem nào. Thực ra những cái câu này nó rất dễ thôi, nó không có gì gọi là quá khó khăn cả. Nhưng mà các bạn cứ sợ nó vậy, các bạn chẳng dám comment đáp án gì cả. Đúng không? Mạnh mẽ lên. Mạnh mẽ lên nhá. Đừng có sợ sệt gì cả. Mình không có bị cóng kiếc gì hết nhá. Thi là thi, mình vào vòng thi như bình thường. Được không? Chiến đấu như những cái đề mà thầy đã hướng dẫn các em. Không có gì sợ hãi cả. Tất cả mọi cái nỗi sợ hãi nó nằm ở cái đề của thầy rồi. Và tất cả các em đã chinh phục được cái đề của thầy thì cái câu chuyện chúng ta đi thi rất đơn giản nhá. Thí nghiệm là sau đây thu được muối sắt 2. Sắt vào bạc cộng dư thì sắt 3 cơ. F2O3 và H4 loãng thì cũng thu được sắt 3 cơ. Sắt và H4 loãng dư thì mới thu được sắt 2. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. Ok chưa? Câu 54 ạ. Kim loại nào sau đây có khối lượng riêng nhỏ nhất? Câu này rất dễ. Kim loại nào sau đây có khối lượng riêng nhỏ nhất? Thực tế là đi thi có rất nhiều bạn là bị cóng. Bị cóng ấy, chưa đi thi mà tay chân đã cóng rồi. Mình luyện ở nhà rất là khủng rồi nhưng mà mình bị cóng. Thế thì thầy có một cái phương pháp để cho các bạn đỡ bị cóng nhé. Đấy là mình thái một cái lát gừng đấy. Lát gừng mỏng thôi, mình cho đầu lưỡi xong mình nhai nó. Là chúng ta sẽ đỡ bị cóng, người chúng ta nóng phừng lên. Thế còn trước khi ngồi vào phòng thi ấy, trước khi làm bài thi mình phải thế nào? Mình đừng có mặt lư lư lư, mình đừng có mặt ham ham ham. Mình này, hít một hơi thật sâu, thở. Xong nở nụ cười phát. Thở thành tiếng này nhá. Hít một hơi thật sâu, thở. Hoặc các bạn nào kêu yeah! Đấy, xông lên chiến đấu giết địch, hiểu không? Thì như vậy mình mới có đầy đủ được cái sung sức, đầy đủ được lòng quyết tâm và đầy đủ được sự chiến thắng cho kỳ thi sắp tới. Kim loại có khối lượng riêng nhỏ nhất là gì ạ? Đó là gì ạ? Khối lượng riêng nhỏ nhất đó là li ti. Đáp án đúng là đáp án A nhá. Câu 55 ạ. Dung dịch nào sau đây làm cho quỳ tím chuyển thành màu xanh? Câu này cũng có rất nhiều bạn. Câu này cũng có rất nhiều bạn bị sai ạ. Ôi giời ơi, kệ cả phòng. Ngày trước thầy thi đại học cũng thế, bọn ở phòng thầy nó cũng tưởng thầy bị điên mà. Kệ nó. Quan tâm đâu, mình đỗ đại học là được, đúng không? Valin của chúng ta có một nhóm N2, một nhóm COH bỏ. Các bạn nhớ thầy này, Ala này, Gly này, Ala Gly này. Valin là chỉ có một nhóm NH2 và một nhóm COH thôi, nên loại. Vậy đáp án đúng là đáp án lysine. Bởi vì anh lysine ấy nó có hai nhóm NH2 và một nhóm COH nên nó sẽ làm quỳ tím chuyển thành màu xanh, các bạn nhớ chưa? Ok chưa? Được chưa? 56, chất nào sau đây là chất điện ly yếu? Nào. Chất nào sau đây là chất điện ly yếu ạ? Chất điện ly yếu là gì ạ? Thế thì chúng ta nhắc lại kiến thức lý thuyết một chút xíu nhá. Chất điện ly yếu nó là cái chất mà nó bao gồm là axit yếu, đúng không? Bazơ yếu và nước. Thế thì câu chuyện đơn giản, HF là axit yếu, đúng không? Vậy A luôn. Câu tiếp theo, câu 57. Kim loại nào sau đây không thuộc nhóm 2A? Kim loại nào sau đây không thuộc nhóm 2A? Nào các em. 2A chúng ta có cái câu thần chú của thầy Minh là gì nhỉ? Bé mang cây súng bắn ruồi. Đúng không ạ? Bé mang cây súng bắn ruồi.
Vậy đáp án đúng của chúng ta là gì? Không thuộc. Strongchi thuộc, magie thuộc, canxi thuộc. Vậy không thuộc ở đây của chúng ta là natri các em nhé. Không thuộc ở đây của chúng ta là natri. Ok chưa? Đấy. Chúng ta đọc những cái câu thần chú của mình này. Câu này cũng hay. Câu 58 rất rất hay. Và sẽ có rất nhiều bạn sẽ bị lừa ở câu 58 này. Một số chất thải ở dạng dung dịch có chứa cation. Các bạn lưu ý nhá, các ion này đều là các cation. Có thể dùng chất nào sau đây để xử lý sơ bộ các chất thải trên? Cái nguyên lý cơ bản nhất để mà xử lý các chất thải trên đó là chúng ta sẽ sử dụng là một anh nào đó mà làm cho các cation này bị kết tủa xuống. Vậy làm một anh nào đó mà làm cho các cation kết tủa xuống thì nó chỉ có thể đó là sử dụng nước vôi trong nhá. Đáp án chính xác nhất của chúng ta đó là đáp án C, nước vôi trong. Nước vôi trong cung cấp ion OH trừ và OH trừ này sẽ kết tủa toàn bộ các hydroxit kia xuống nhá. Vậy là đọc được. Câu 59. Chất nào sau đây là chất béo không no? Câu 59 á. Chất nào sau đây là chất béo không no? Chất béo không no thì nó được tạo bởi từ gốc không no. Gốc không no thì nó là chất béo không no đúng không em? Vậy mình sẽ có này. Tripalmitin là gốc này, gốc no này. Axit palmitic là no. Đúng không? Triolein thì gốc này là gốc không no bởi vì nó đi từ này. C17H33COO tất cả 3 lần C3H5, vậy không no là B. Tristerin là no, propin là chẳng có phải là chất béo. Ok chưa? Câu 60. 60 lấy 5 rồi này các em này. 60 là 5 chặt rồi này. Tơ visco là tơ tổng hợp. Sai lẻ. Thầy mình đã từng nhắc visco và acetat là bán tổng hợp. Ok chưa? Trùng ngưng một buta 1,3 dien với acrylonitrile xúc tác natri thu được cao su bunan N. Đúng. Trùng hợp iso trùng hợp styren thu được polyphenol formaldehyde. Sai. Polyethylene terephthalate phthalate được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng cấp monomer tương ứng polyethylene. À cái chỗ B này cũng sai, đây phải trùng hợp chứ không phải trùng ngưng. Polyethylene terephthalate phthalate được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng cấp monomer tương ứng. Đúng, chính xác. Vậy ở đây 60 đáp án đúng là đáp án C, lấy 5 điểm ngon này. Nhưng 5 điểm không phải mốc của chúng ta. 5 điểm nó mốc quá thường sang câu 61. 61 đáp án gì ạ? 61 ạ. 61 các bạn comment đáp án của thầy Minh nào. 61 đáp án gì ạ? Trong tất cả các loại quặng sắt, quặng có hàm lượng sắt cao nhất là đây, siderit, FeCO3, hematit đỏ, Fe2O3, magnetit, Fe3O4, được chưa? Vậy quặng hàm lượng sắt cao nhất là C, magnetit. Câu 62 ạ. Kim loại sắt tác dụng được với chất nào sau đây ạ? Kim loại sắt tác dụng với chất nào sau đây tạo thành hợp chất sắt 3? Sắt tác dụng với lưu huỳnh tạo thành sắt 2 cơ. Sắt tác dụng HCl đặc thì tạo thành sắt 2 cơ. Sắt tác dụng với lại CO2 cộng tạo thành sắt 2, sắt tác dụng HNO3 thì tạo thành sắt 3. Vì đáp án đúng của chúng ta là đáp án gì? Câu 63. Trong chuối xanh có chứa lượng lớn gì? Trong chuối xanh ạ thì có chứa lượng lớn cái gì? Thì trong chuối xanh nó sẽ có chứa lượng lớn chất gọi là tinh bột nhá. Đáp án đúng là đáp án A. Trong chuối xanh chứa một hàm lượng lớn chất tinh bột. Câu 64. Số liên kết pi trong một phân tử toluene. Vui rồi, câu này top 1 sự like sai lầm luôn. Các bạn cũng comment xem có đúng không? 64. Số liên kết pi có một trong một phân tử toluene. Cái này đầy đứa sai. C17H33 COO tất cả 3 lần C3H5 có bao nhiêu liên kết pi? Sai lè à. C7H3 có một nối đôi CC nhá. Một nối đôi COO nhá. Vậy ở đây tổng cộng nó có 2 pi, 2 mình nhân với 3 gốc thì bằng 6 pi cơ. Vậy 64 đáp án đúng của chúng ta là 6 pi các em nhé. Đáp án đúng của chúng ta phải là đáp án gì? Đấy, rất nhiều bạn bị sai câu này, các bạn nhìn thấy không? Được chưa? Câu 65. Trong các đường sau, đường nào ngọt nhất? Câu này đầy bạn sai. Đầy bạn sai ạ. Các em biết tại sao không ạ? Nhiều bạn cứ nghĩ là đường vào tim cờ rút là ngọt. Sai nhá, đường vào tim cờ rút là toàn trông gai, nó đắng ngắt nhá. Trong tình yêu, trong tình yêu đứa nào yêu trước là đứa đấy thua. Vì vậy nên em đã cờ rút nó thì chắc chắn là gì, nó có quyền phũ phàng với em. Nên đừng có nghĩ rằng là đường vào tim cờ rút là ngọt nhất. Sai. Cờ rút viết tắt CR cứng như cờ rút, đúng không? Trái tim sắt đá cứng như chrome, bỏ đúng không? Vậy đường ngon nhất là gì ạ? Mật ong, fructose, đúng không? Nhớ chưa? Câu 66 ạ.
66. Nào, 66 ạ. Cho m gam hỗn hợp x gồm 2 amin no mạch hở. Đây. M gam amin x cộng với HCl. Nhiều bạn con ngơ cứ đi tìm xem là 2 amin là gì. Câu chuyện không cần thiết. 1 nhân 0,2 bằng 0,2. Suy ra tạo thành muối. Muối là 14,9. Cái này chẳng khác gì là một chàng trai đi tán gái đi tìm công thức phân tử của 2 amin. Là nó bảo là em thích ăn xúc xích nhưng lại đưa nó đi ăn kem. Đúng không? Nó bảo anh ơi em thích ăn xúc xích. Nhưng mà thằng con trai không biết bảo xúc xích thì bây giờ trước khi ăn xúc xích phải đưa đi ăn kem. Sai, nó đòi ăn xúc xích phải đưa nó đi ăn xúc xích. Đúng không? Thế nên bây giờ nó hỏi là giá trị của M mình cần đi tìm M thôi. Mx bằng nhẹ nhàng tình cảm 14,9 trừ đi bao nhiêu? 0,2 nhân 36,5. Các bạn bấm máy tính phát là ra luôn. Đúng không ạ? Câu chuyện rất đơn giản. Người ta hỏi cái gì thì mình đi tìm cái đấy. Người ta mong muốn cái gì thì người ta tìm cái đấy nhá. Đừng có lệch với cái mong muốn của họ. 7,6 gam. Đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án B bỏ. Ok. 67 ạ. Hòa tan M gam đồng và H2O3 đặc nóng thu được khí NO 0,224 chia cho 2,4 thì bằng bao nhiêu? 0,224 chia 2,4 bằng 0,01. Vậy mình bảo toàn em tìm số mol đồng. 2 lần số mol đồng thì bằng 1 lần số mol của NO2. Vậy mình tìm được số mol đồng bằng 0,01 chia cho 2 bằng 0,005. 0,005 nhân 64 bằng 0,32 gam. Đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án D các em nhé. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án D ạ. Nào, câu 68 ạ, một câu về tính toán tiếp tục ạ. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã nhiệt tình theo dõi và ủng hộ thầy Minh ngày hôm nay ạ. Hãy comment nhiệt tình lên và tính toán nhiệt tình lên với cái đề này. Cái đề này nó sẽ không làm các bạn thất vọng trong cái kỳ thi trung học phổ thông quốc gia sắp tới đâu ạ. Thì phân hoàn toàn 4,8 mình tìm được số mol ạ. HCOOCH3 số mol là 4,8 chia 60 bằng 0,08 mol bằng dung dịch NaOH dư. Số mol là 1 nhân với 0,1 là bằng 0,1. Cô cạn sau phản ứng thì mình thu được HCONa và NaOH dư. NaOH dư. Vậy hoàn toàn mình có HCONa thì bằng 0,08, còn NaOH dư là 0,1 trừ 0,08 bằng 0,02. Vậy mình sẽ có khối lượng của M nó bằng lại 0,08 nhân 68 cộng với 0,02 nhân 40 bằng 6,24 gam. 6,24 gam là đáp án chính xác nhất của chúng ta, đó là đáp án D các em nhé. 6,24 gam, đáp án chính xác nhất của chúng ta đó là đáp án D. Dễ không? Câu 69 này. Mình lấy trên 8 rồi, à mình lấy 7 rồi. Bây giờ mình lấy 7,25 này. Nhẹ nhàng không? Tình cảm không các em? Kém này. Mình có số mol kém bằng bao nhiêu? Số mol kém 0,78 chia 65 bằng 0,012 mol. Vào đồng 2 cộng thì kẽm vào đồng thì tạo thành kẽm 2 cộng. Cộng đồng 0,012 thì anh này đồng là 0,012. Vậy mình tìm được luôn khối lượng đồng luôn nhỉ. Nhân với 64 bằng 0,768 gam. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án D, 0,768 gam. Câu 70. 1,78 gam alanin. Ala số mol 1,78 chia 89 bằng 0,02 mol. Vào dung dịch HCl. Vào dung dịch HCl. Số mol HCl là bằng 0,3 nhân 0,1 bằng 0,03. Thu được muối Ala HCl là 0,02 tính theo Ala và HCl dư là 0,01. Thu được M gam đây ạ. Làm bay hơi nước và HCl dư, có nghĩa khi đun nóng lên thì nước bay hơi và HCl cũng bay hơi. Thì thu được M gam chất rắn. Vậy M gam chất rắn chỉ là Ala HCl thôi. Vậy mình sẽ tìm được khối lượng bằng 0,02 nhân 89 cộng 36,5 bằng 2,51 gam. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án C, 2,51 gam. Ok. Câu 71. Cho các phát biểu sau, số phát biểu đúng là, chúng ta có bao nhiêu phát biểu đúng vào trong này? Điện phân dung dịch NaCl, điện cực trơ thu được khí hydro ở cathode. Chính xác. Chính xác nha. Chính xác đấy, mình thu được anh này ở cathode là đúng đấy. Hiểu không ạ? Đừng bạn nào chọn sai nhá, toang đấy, toang một cục luôn. Được chưa? Magie tác dụng với lượng dư FeCl3 thu được kim loại sắt. Dư sắt 3 cộng thì không có bao giờ thu được kim loại sắt cả, phải dư magie cơ. Nhúng thanh sắt vào COSO4 thì dung dịch, khối lượng dung dịch giảm xuống. Sắt vào đồng thì khối lượng thanh nó tăng, khối lượng thanh tăng thì khối lượng dung dịch giảm. Đúng, 1 đúng, 3 đúng rồi.
cho dung dịch K2CO3 và BaCl2 thu được dung dịch chứa một muối. Mình thu được kết tủa BaCO3 kết tủa xuống. Và KCl nhiều bạn nghĩ là một muối là đúng nhưng không phải, các bạn đã quên là K2CO3 dư nên dung dịch thu được hai muối nhá, bốn sai. Ở nhiệt độ thường thì sắp tan trong dung dịch H4 đặc, cũng nhiều bạn bị lừa sấp mặt luôn câu này. Tại sao lại nói là các bạn bị lừa sấp mặt luôn câu này? Tại vì ở nhiệt độ thường là đặc nguội đúng không? Đặc nguội thì sắt bị thụ động, sai nốt. Vậy câu 71 là chủ của chúng ta chỉ có 1 và 3 đúng thôi. 1 và 3 đúng, vậy chúng ta chỉ có 2 nhận định đúng nha các em nhá. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án B, bỏ. B, bỏ. Câu 72 đây, một câu thực tế đây. Lên ngay một câu thực tế cho các em luôn. Được chưa? Bệnh viêm đường hô hấp, thực ra những cái câu thực tế cái đoạn đầu tiên người ta đánh võng. Một bệnh viêm đường hô hấp cấp bla bla kệ bố nó. Đây. Để pha chế nước rửa tay khô cần các nguyên liệu sau: cồn y tế, oxy giả, glycerol. Biết trong mỗi chai xịt cồn 96 độ chiếm 83,33% thể tích. Để sản xuất được 1.000 chai xịt rửa tay 70 lít thì cần bao nhiêu lít cồn? Thế thì rất đơn giản nhá. Mình sẽ có này, V cồn bằng 1.000 chai gì? 1.000 chai nhân với 70 ml. Được chưa? Mà ở đây đề bài nói này, cồn 96 độ chiếm 83,33% nhân 0,8333 bằng. Thế là xong. Nhân với 70 nhân 0,8333 bằng 5833. 58331 ml. Thì có phải gần bằng 58 lít không? Đề bài hỏi chúng ta là gần bằng bao nhiêu? Vậy đáp án đúng của chúng ta là thì cần bao nhiêu lít cồn? Đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án khoảng 58 lít. Đúng chưa? Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án C. Rất dễ dàng đúng không em? Câu thực tế cực kỳ dễ. Nhưng mà không phải bạn nào cũng làm được câu thực tế này đâu. Thật không phải ai có khả năng làm được câu thực tế này nhá. Bảy ba đánh dấu để lại, tí nó giải. Câu này khoai khoai đấy. Mình cứ đi chọn cái câu lý thuyết với câu thực tế làm 8 điểm rồi. Đúng không? 8 điểm rồi. Bảy tư này làm ngon này các em này. Bảy tư làm ngon này. Đây các bạn nhìn nhá. Từ phương trình số 3 này suy ra này, X1 là BaCO3. Quan trọng nhất của bọn cái phương trình này, quan trọng nhất của bọn dãy chuỗi phương trình vô cơ và chuỗi phương trình hữu cơ, đó là chúng ta phải bắt được chốt, bắt được phương trình chốt nhá. Từ phương trình số 4 thì mình sẽ suy ra được thằng Y của chúng ta là KHCO3. Ok chưa? Và từ phương trình số 1 mình biết được thằng X1 và thằng Y rồi. Thì từ phương trình số 1 thì mình suy ra được thằng X của chúng ta nó là Ba bao nhiêu lần. Được chưa? Và Y1 nó là KH. Ok không ạ? Vậy thì từ phương trình số 2 cuối cùng Z nó là BaHCO3 lần. Đây là một phương trình rất hay ạ. Rất nhiều bạn lớp offline của thầy khi làm câu này đâu bảo: ơ thầy em thấy nó là canxi Ca cơ mà. Mà các bạn không làm được câu này nhá, toàn X1 là thành phần chính của đá vôi sai lè. X1 BaCO3 đá vôi rồi mà đá vôi. Y kém biển nhật là đúng, KCO3 mà đun nóng nhẹ thôi nó tạo thành K2CO3 cộng CO2 bay lên. Z là một chất lưỡng tính. Z lưỡng tính, BaHCO3 hai lần có ion HCO3 trừ lưỡng tính. Tác dụng với Y1, tác dụng với Y1 sinh ra kết tủa không tan trong axit. Sai. Sinh ra kết tủa đúng nhưng không tan trong axit là sai, BaCO3 là tan trong axit nhá. X được dùng để trộn vữa xây nhà. Ba lần không được dùng để làm trộn vữa xây nhà đâu, sai nốt. Vậy chỉ có một nhận định đúng thôi. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án C, 825. 825 nhẹ nhàng đút vào túi, rất nhẹ nhàng. Bây giờ này mình lên 85 này, có 75 này các em này. 75 lấy 85 này, 85 nhẹ nhàng nữa đút vào túi này. Bây giờ thầy hỏi các em là nhẹ nhàng có cái môn nào mà nhẹ nhàng lấy 8,5 điểm đút vào túi như môn hóa học của thầy Minh không? Ok không? Như thầy đã nói, những cái gì nói bên trên kệ 4 đó. 2 lít không khí lội qua này, dung dịch vận động, lọc kết tủa cân nặng được từng đầy gam. Vậy 2 lít không khí thì chứa số mol của H2S bảo toàn phốt pho chính bảo toàn lưu huỳnh chính bằng số mol của PbS và bằng 0,3585 nguyên tử khối của trì 207 cộng với lưu huỳnh 32 bằng 0,3585 chia cho mẫu đơn 207 cộng 32 bằng 1,5 nhân 10 mũ trừ 3 mol. Ok chưa? 1,5 nhân đây là miligam, milimol. Tí đã sai mà đơn vị. Ok chưa? Vậy này, bây giờ đề bài hỏi này. Xem nào. Trong không khí đây ạ, 0,1 mg trên lít cơ.
Vậy suy ra 1 lít không khí thì sẽ chứa khối lượng H2S bằng 1 phần 2 này, 1,5 x 10 mũ trừ 3 chia 2 nhân phân tử khối là 34 bằng chia 2 nhân 34 bằng bao nhiêu? 0,2255 mg. Đúng chưa? Ok chưa? Thế thì miligam, thế thì ở đây đề bài nói này, không khí là 0,01 mg, thế mà đây là 0,025, có là lớn hơn, vượt quá gấp 2 lần nồng độ tối đa cho phép, nên là không khí bị ô nhiễm H2S. Thấy không? Đáp án đúng đáp án C nhá. Đáp án đúng đáp án C. Rất dễ. Câu 76 á, 76 875 này. Làm xong câu 76 này ăn chặt 875 luôn này. Glucose dùng để tráng gương, tráng ruột phích và làm thuốc tăng lực. Chính xác. Thành phần chính của cồn 75 độ mà trong y tế thường dùng để sát trùng là methanol. Sai, nó là ethanol. Đồng trùng hợp buta 1,3DN với lưu huỳnh thu được cao su bona S là sai. Một buta 1,3DN với styren cơ. Một mon dipeptide glulisin tác dụng. Đây, một glu thì ăn, một glu có một nhóm hai nên ăn một NaOH thôi. Một lysin có hai NaOH nên ăn hai NaOH. Vậy tổng cộng ăn ba NaOH. Đúng chưa? Không phải. Thầy Minh nói ngược đấy. Một glu ăn NaOH là nhóm COH. Một glu có hai nhóm COH nên ăn hai NaOH. Một lysin có một nhóm COH nên ăn một NaOH nữa. Vậy tổng cộng là ba mon NaOH. Vẫn đúng. A đúng. D đúng. Được chưa? A đúng, D đúng. Các dung dịch glycine, alanine và valine đều không làm nổi màu quỷ tím. Đúng, chính xác, vừa nói xong. Ba cái đúng. Polyhexamethylene adipamid được điều chế từ hexamethylene diamine và acid terephthalic là sai. Và acid adipic sai. A, D, E, mình sẽ có ba cái đúng nhá. A, D, E, ba cái đúng. Đáp án chính xác nhất của chúng ta đó là đáp án C các em nhá. Đáp án C là đáp án chính xác nhất. Ok. 875 ngon lành. Này, ăn câu 77 cho lên 9 này. Húp xoạt phát 9 cho ngon lành. Ăn câu 77 này. Đây ạ, à, mình nhìn thấy C9H14O4 và mình sẽ thấy là K nó bằng 3 luôn. Ôi chưa? Có 2 O, có 4 oxy nên suy ra sẽ có 2 chức CO. Vậy suy ra nó có một nối đôi CC. Ok chưa? Các bạn quan sát cho thầy nhá, ở bên trong này này. X là ancol. Thế thì giả sử như nếu X là ancol hai chức no thì đó Y và Z nó sẽ là các muối đơn và C nối đôi C nằm ở một trong hai muối này nên không thể có MY bằng MZ được. Mà đề bài yêu cầu MY bằng MZ. Vậy suy ra X là ancol đơn. X là ancol đơn. Và Z tráng hương nên Z phải chứa nhóm CHO. Vậy ngay lập tức mình sẽ suy ra E của mình là C3H7COOCH nối đôi CH COO CH5. Ok chưa? Thế thì thủy phân trong nào ancol X, vậy X của chúng ta là ancol CH5OH. Hai chất hữu cơ Y và Z, MY bằng MZ. Vậy mình sẽ có Y. Y nhá là C3H7COONA. Còn Z nhá. Z đây ạ. Anhít luôn CHO. Đây. CHO này. Được chưa? CH2 này. COONA, đây là Z. Ok nhá. Giờ đề bài nói này, nhiệt độ sôi của chất X, chất X đây, nhỏ hơn nhiệt độ sôi ancol metilic CH3OH. Sai lẻ. Phân tử khối của CH5OH lớn hơn CH3OH nên chắc chắn nó phải lớn hơn. Amon Z mà tác dụng natri dư su thu được amon hiđro. Sai, Z không tác dụng natri. Hai công thức cấu tạo thỏa mãn tính chất của E đúng, bởi vì C3H7 như thế mình đã dạy 3, 4, 5, 2, 4, 8, 3 có 2 nên này có 2. Y và Z cùng công thức đơn giản nhất. Y Z sai lè luôn. Thằng này 3 oxy, thằng này 2 oxy. Làm sao mà cùng được công thức đơn giản nhất. Hợp chất E có đồng phân hình học, cái này chính xác, đúng không ạ? Đúng. Vậy mình chỉ có C và E đúng thôi. Nhá các em nhá. Mình chỉ có C và E đúng thôi. Vì vậy nên đáp án đúng của chúng ta là chỉ có 2 phát biểu đúng. Ok chưa? Các bạn nhìn thấy chưa? Này, một câu về vô cơ siêu khó này. Một câu về vô cơ siêu khó nữa này. Một câu điện phân VinFast này. Bây giờ chúng ta chinh phục lần lượt 4 câu còn lại. Nhá. Lần lượt chinh phục 4 câu còn lại để lấy 10 điểm. Yên tâm, hôm nay chúng ta ăn 10 điểm hóa. Nhá. Hôm nay thầy Minh sẽ độ cho các em ăn 10 điểm hóa. Câu 73. Câu 73 lên 925. Nhá, các bạn cùng ủng hộ thầy Minh nhá.
câu 73 lên 925. Nhưng mà dĩ nhiên thì mình chỉ gợi ý cho các em thôi. 0,12 mol, 0,12 mol hỗn hợp gồm axit linoleic C17 H31 COH, tripalmitin C15 H31 COO tất cả 3 lần C3H5 và triesterx cần dùng oxy 7,03 thu được CO2 4,98 H2O 4,74. Mặt khác M gam P tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH. Thu được hỗn hợp gồm 3 muối C17 H31 CONa, C15 H31 CONa và R CONa. Tỷ lệ số mol tương ứng là 1/13 chia 2, 1/13 chia 2. Thế kệ nó. Biết số mol triester X lớn hơn số mol axit linoleic và tổng khối lượng của X và linoleic trong 0,2 mol P là A gam, xác định giá trị của A. Thôi bây giờ chiến. Mình đặt đi ạ. Giờ kỹ năng của mình nó phải thể hiện ở bài này chứ. Đặt số mol axit linoleic là U và số mol của thằng tripalmitin và triester X là V. Có phải mình sẽ có 0,12 bằng U cộng V không? Một cháo đã. Bây giờ mình tiếp tục đến bảo toàn oxy. Mình sẽ có đây ạ, U này có 2 oxy. 2 U. Bọn này là triester nên sẽ có 6 oxy, 6 V cộng O2, đây là 7,03 nhân 2 bằng 4,98. Đây nhân 2 trong CO2. Các bạn nào các bạn bấm máy tính của thầy ạ. Cộng với anh này có 1 nhân 4,74. Nào các bạn bấm máy tính của thầy xem U bằng bao nhiêu và V bằng bao nhiêu. À các bạn bấm máy tính của thầy vậy. U bằng bao nhiêu, V bằng bao nhiêu? Hộ thầy cái. Các thanh niên bấm máy tính cho thầy em nào. U bằng bao nhiêu, V bằng bao nhiêu? UV nào. Dễ hợt, bây giờ lấy 9 rồi. Làm câu này xong là lấy 925 này này. Làm xong câu này là 925 này. Bấm hộ thầy Minh cái. Lên 925 luôn này. Nào các bạn cùng comment cho thầy Minh xem nào. U bằng bao nhiêu ạ? V bằng bao nhiêu? U bằng bao nhiêu, V bằng bao nhiêu? Ăn phát này lên 925 luôn. Ấm luôn. Rồi, U bằng 0,02, cảm ơn các em. V bằng bao nhiêu ạ? Một bạn U bằng 0,02 thôi, còn V thì chưa thấy bạn nào nói gì cả. V bằng bao nhiêu ạ? Cho đây một con số ạ. U bằng V bằng bao nhiêu ạ? V bằng 0,1, thank you các em. Ok nhá. Ok nhá. Bây giờ này mình sẽ có này. Có phải số mol muối, tổng số mol muối chính bằng số mol NaOH rồi. Thì anh axit để một CO này ăn một NaOH này. 0,02 này. Anh này là triester ăn 3 này. 0,1 nhân 3 này. Vậy số mol NaOH bằng tổng số mol muối là bằng 0,32 này. Đúng chưa? Đúng chưa? Vậy ngay lập tức mình có thể suy ra được Y của mình luôn gồm. Y của mình gồm luôn. Bởi vì nhá, tỷ lệ đây này. Đây này, tỷ lệ là gì đây này? 1/13 chia 2. Vậy là 0,32 chia làm 16 phần bằng nhau. Vậy mỗi phần là bằng 0,02. Vậy là C17H31 CONa nó là 0,02. Anh C15H31 CONa là 0,26. Anh giờ CONa nó sẽ là 0,04. Ok chưa? Ok chưa? Mà số mol của X, để bài nói này, X lớn hơn axit linoleic là lớn hơn 0,02. Đúng không? Vậy suy ra số mol của X nó chính bằng số mol của R CONa bằng 0,04. Ok chưa? Vậy P chúng ta sẽ gồm. Vậy suy ra P của chúng ta sẽ gồm C17H31COOH CO. P chúng ta gồm COH 0,02 mol. C15H31 COO tất cả 2 lần. RCOO tất cả 1 lần. Đúng không ạ? Đúng không ạ? C3H5 nhá. C3H5 luôn đi còn gì nữa. Chắc chắn là thế rồi, 0,04. Và cuối cùng là C15H31 COO tất cả 3 lần C3H5 là 0,06. Vậy tới đây mình đi bảo toàn khối lượng thì sẽ có khối lượng của P bằng bằng này. Khối lượng của CO2
cộng khối lượng của nước trừ khối lượng của O2. Đúng không ạ? 44 nhân với 4,98 cộng 18 nhân với 4,74 trừ đi 32 nhân với 7,03 bằng. Ngon lành luôn. 44 nhân 4,98 cộng 18 nhân 4,74 trừ 32 nhân 7,03 bằng 79,48g. 79,48g. Thế mà đề bài hỏi chúng ta là khối lượng X và axit linoleic là bao nhiêu? Vậy mình sẽ có suy ra mình có khối lượng của X cộng với lại khối lượng của C17H31COOH thì chính bằng khối lượng của P trừ đi khối lượng của C15H31COO tất cả 3 lần C3H5 và bằng đây 79,48. 79,48 trừ đi đây anh này phân tử khối là 8,6 nhân với số mol là 0,06 bằng 31,12 gam. Đáp án đúng của chúng ta gần nhất là 31,1. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. Rất ngon lành lấy 9,25. Nhẹ tựa lông hồng. Đúng không ạ? Lấy 9,25 nhẹ tựa lông hồng luôn. 78 à? 78 à? Cái câu đấy các bạn sợ gì? Câu đấy các bạn sợ gì? Non thì mình chinh phục cho nhá. Thì mình chinh phục câu này nhá. Đây các bạn quan sát. Câu này khó thật. Nhưng thầy Bình dự đoán là nó có câu này đấy. Ba câu cuối thì câu nào chả khó như nhau. Câu nào cũng khó vậy. Được chưa? Mình nhìn nhá, câu 78 này. Đun nóng hỗn hợp, nhiều bạn bảo là nhìn thấy cách giải của thầy thì nhìn dễ vậy. Đúng rồi, nó là cả một quá trình. Tất cả các bạn học thầy thì đều chữa được như vậy nhá. Đun nóng Mg hỗn hợp gồm nhôm và hai oxit sắt trong khí trơ. Hai oxit sắt thu đủ hỗn hợp chất rắn X. Thôi bây giờ mình quy đổi đi. Nhôm này, sắt này, oxy trong oxit. Oxy chiếm 20,216% về khối lượng. Chia thích kình hai phần bằng nhau. À, chia thích kình hai phần chứ không phải bằng nhau nhá. Các bạn cẩn thận bị lừa. Phần 1 phản ứng hết với cao mắt. Số mol cao bằng 0,25. Thu đủ hydro. Số mol hydro bằng 0,075 mol. Được chưa? Ok chưa? Vậy thì thu được hydro này. Vậy ở đây mình sẽ có là KaOH. Đây là phản ứng hết. Và dung dịch chứa 23,45g chất tan. Thì chất tan chúng ta chắc chắn là KaOH và KaOH. Không lệch gì đâu. Mình đặt số mol KaOH hoặc là UKaOH là V. Đề bài nói là khối lượng chất tan của chúng ta là bằng 23,45. 23,45 mình giải hệ nhá. Thế công trình mình có U cộng V bảo toàn kali. U cộng V bằng 0,25. Bảo toàn khối lượng 39 cộng 27 cộng 32 bằng 98U cộng KaOH là 56V. Đúng nhỉ? 39 cộng 17 đúng là 56V bằng 23,45. Các bạn bấm máy tính của thầy xem U bằng bao nhiêu, V bằng bao nhiêu. U bằng bao nhiêu, V bằng bao nhiêu. 1 bằng 1 bằng 0,25 bằng 98 bằng 56 bằng 23,45 bằng. Đây ạ. U bằng 0,225. V bằng 0,025. Ngon chưa? Ngon chưa? Ngon chưa ra UV nhá? Ok nhá. Số mol hydro bằng 0,075 này. Được chưa? Vậy mình đi bảo toàn electron, mình sẽ tìm được số mol nhôm nhá. Bảo toàn electron. Mình sẽ có 3 lần số mol nhôm thì chính bằng 2 lần số mol oxy trong oxit cộng với 2 lần số mol H2. Ok chưa? Mà để hòa tan hết, đây nhôm trong này là 0,225. Được chưa? Vậy suy ra số mol oxy trong oxit bằng 3 nhân 0,25 trừ đi 2 lần số mol H2 0,075 bằng chia 2 ra số mol oxy trong oxit 0,2625. 2625. Oxy trong oxit 0,2625. Ngon chưa? Thế mà nhá. Oxy chiếm 20,216% khối lượng. Vậy mình tìm được khối lượng phần 1. Ok không? Đây có phần 1. Khối lượng phần 1 tìm được luôn nhỉ. 0,2625 nhân 16 chia cho 0,20
216 bằng đây ạ. 20,77 5 g. 20,77 5 g. Đây là phần 1. Ok men, đây là phần 1 nhá. Thế mình tìm được số quan sát luôn. 20,775 này trừ đi này 0,25 nhân 27 trừ đi 0,2625 nhân 16 bằng chia 56 bằng 0,1875. Số quan sát 0,1875. Ok chưa? Vậy đến đây mình sẽ tìm được số mol sắt, số mol nhôm chia số mol sắt chia số mol oxy bằng 0,225 chia 0,1875 chia 0,2625 bằng tất cả cùng chia thẳng nhỏ nhất 0,25 chia 0,1875 bằng bao nhiêu? 1,2 chia 1 chia cho 0,2625 chia cho 0,1875 bằng 7,5. 1,4. Thế thì tất cả bọn này thì đều nhân lên với 5 lần. 1,2 nhân 5 bằng 6. 5. 1,4 nhân 5 bằng 7. Đấy, tỷ lệ 6 trên 5 trên 7. Cho này vậy. Vậy suy ra phần 2 gồm nhôm, sắt, oxy thì nhôm nó sẽ là 6x. Sắt nó sẽ là 5x và oxy nó sẽ là 7x. Được không ạ? Chưa xong đâu. Tác dụng hết với H4 đặc, H2SO4 đặc, nóng, thu được dung dịch Y gồm các muối trung hòa, khí SO2 0,975 mol. Dung dịch Y hòa tan tối đa, Magie, số mol Magie 42,3 chia 24 bằng 1,7625 mol. Đấy, bây giờ xử lý. Bây giờ xử lý đống này. Thế thì câu chuyện đơn giản lắm. Có phải là hòa tan tối đa thì nó sẽ thu được MgS số 4 không? Dung dịch MgS số 4 không? Bảo toàn Magie đây là 1,7625. Vậy suy ra trong dung dịch Y có SO4 2 trừ, bảo toàn bằng 1,7625. Ngon chưa? Ngon chưa? Vậy bảo toàn lưu huỳnh mình tìm được số 24 luôn. 1,7625 cộng 0,975 cộng 0,975 bằng 2,7375 mol. Đúng không ạ? Mặt khác, số mol H2O4 thì lại bằng 2 lần số mol SO2 cộng với số mol của oxy trong oxit. Vậy đến đây tìm được oxy trong oxit luôn, 7x luôn. Là bằng 2,7375 trừ đi 0,975 nhân 2 bằng 7x bằng 0,7875. Nhá. 7x bằng 0,7875. Suy ra x bằng chia 7 bằng 0,1125. Suy ra 5x bằng nhân 5 lên bằng 0,5625. Suy ra 6x bằng 6 nhân 0,1125 bằng 0,675. Đề bài hỏi cái gì? Giá trị của M gần nhất với giá trị nào sau đây? Ủa? Thế xong rồi. Đây, khối lượng phần 1 cộng khối lượng phần 2. Xong luôn. Đây phần 1 à. 0,225 nhân 27 cộng 0,1875 nhân 56 cộng 0,2625 nhân 16 cộng 0,675 nhân 27 cộng 0,5625 nhân 56 cộng 0,1125 nhân 16 bằng 72,3 g. Ô, 72,3 lệch lệch nhỉ? Lệch lệch đấy, thầy bấm chắc khả năng cao dễ bấm nhầm. 0,225 này nhân 27 cộng 0,1875 nhân 56 cộng với 0,2625 nhân 16 cộng với 0,675 nhân 27 cộng với 0,5625 nhân 56 cộng với 0,11. Đấy, biết ngay đây này. 0,7875. Đấy. 7875 nhân 16 bằng 83,1 g. 83,1 gần bằng 83. Đáp án đúng đáp án gì? Xịn chưa? Xịn chưa? Đây mới xứng đáng một câu vô cơ siêu khó kèm nha. Nào câu 79 á. Một câu este rất hay. 9,5 rồi. Thôi đi thi lấy 9,5 thôi. Hai câu còn lại khoanh lụi kèm ạ. Nhá. Nhưng thế mình sẽ chữa hết cho kèm. Ok không? Ok không? Nào vào đây nhá. Cùng chiến hết. Câu 79. Hỗn hợp A gồm 2 este, 2 chức mạch hở và Y 2 chức mạch hở. A này, 2 este,
X hai chức, y hai chức. Phân tử khối của x nhỏ hơn phân tử khối y, nhỏ hơn 220. Chia a thành hai phần bằng nhau 99,6. 96,6 chia 2 bằng 48,3 gam mỗi thằng. Đốt cháy hoàn toàn trong oxy dư, thu được CO2 56 chia 2,4 bằng 2,5 mol. Được chưa? Tác dụng tối đa với NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được chất rắn, thu được này 4,6 gam ancol E. E là ancol. Thôi 4,6 thì biết ngay nó là CH5OH thì còn vòng vèo cái gì nữa, đúng không? Vòng vèo cái gì nữa, 4,6 thì không là CH5OH thì còn thằng nào? 0,1 luôn, ngay và luôn, được không ạ? Và chất rắn khan, ba chất hữu cơ B, C, D, B nhỏ hơn C, nhỏ hơn D. Phần hơi chứa ancol đây rồi. Toàn bộ E tác dụng natri dư đây, xong luôn. Tỷ lệ MC chia MD bằng bao nhiêu? Đúng không? Mình tìm ancol luôn rồi. C5H, đúng không? Một phần nặng 48,3 gam. Vậy ở đây mình sẽ đặt số mol CO của ancol là U. Số mol COO của ancol là U. Số mol COO của phenol, ba ba chất rắn khan là dễ có phenol đó, bằng V. Ok chưa? Vậy mình sẽ có này, số mol NaOH bằng, để bạn có cho không? Đây 0,65. 0,65. Ancol thì ăn 1 thôi, U phenol thì ăn 2 cộng 2V. Ok nhá, bảo toàn khối lượng. Khối lượng ETE 48,3 cộng khối lượng NaOH 0,65 x 40 bằng khối lượng ancol 4,6 cộng khối lượng chất rắn khan, để bài cho khối lượng chất rắn khan không? 67. Trong này có nước nha, số mol nước bằng số mol của phenol. Phenol là V. Cộng 18 V. Ok không? Đến đây bấm máy tính tìm được U vậy. 912. 1 bằng 2 bằng 0,65 bằng ô thế này chỉ chơi muốn U thôi à? Không có V à? Ô thế ngon nhỉ? Ngon cái này không U. Không bằng V này. 18 bằng này 48,3 cộng 0,65 nhân 40 trừ 4,6 trừ 67 bằng U bằng 0,35, V bằng 0,15. Ngon luôn. Ok chưa? Vậy suy ra thằng X của chúng ta nó sẽ có dạng là ACOO này, BCOO này, CH5 và ETE của phenol, nên số mol chính bằng số mol của ancol 0,1. Được chưa? Và Y nó sẽ có dạng là ACOO này, được chưa? BCOOP nhá. Số mol là 0,15. 0,15. Bởi vì đây là ETE của ancol là 0,35 thì trừ đi 0,1 đây rồi thì đúng không? Đây 0,1 đây, đây ancol này, đây ancol này. Thế trừ 0,2 này còn 0,15 còn gì nữa. Ok chưa? Vậy ở đây ta sẽ có khối lượng chất rắn khan này, này. Chất rắn khan này của chúng ta này. Nhá, đây này, B này, C này, D này. Thì phải một thằng nó sẽ là gì? ACONA không? Đúng không? Chất rắn khan này. ACOONA. Số mol 0,1 cộng 0,15 là 0,25. Số mol thứ hai là gì ạ? B. Thì B này là ETE của phenol rồi. Đúng không? Một thằng ETE phenol, một thằng ETE của ancol mà. Đúng không ạ? Đấy, mình phải tinh ý chỗ đấy nhá. Thì B đầu này nó sẽ là COONA. Và một đầu là ONA. Thì số mol của B đây sẽ là 0,1 cộng 0,15 là 0,25. Và cuối cùng đó là P. Đúng chưa? PONA. PONA. Thì số mol là 0,15.
Được chưa? Được chưa? Ok chưa? Thế bây giờ khối lượng của chất rắn thì bài cho ông ta rồi. Đây khối lượng chất rắn thì bài cho ông ta đây. Bằng bao nhiêu đây? 67 gram. Thế tổng bọn này bằng 67. Đúng không ạ? Tổng bọn này bằng 67. Vậy mình sẽ có này. 0,25 A cộng 67 cộng 0,25 B cộng 67 cộng 16 cộng 23 bằng 106 cộng 0,15 P cộng 16 cộng 23 bằng 39 thì bằng bằng bao nhiêu? Bằng khối lượng của muối khan, bằng 67. Vậy 0,25A 0,25B 0,15P bằng 67 trừ 0,25 nhân 67 trừ 0,25 nhân 106 trừ 0,15 nhân 39 bằng 17,9. Ok chưa? Tất cả cùng chia cho 0,05. 5A 5B 3P 17,9 chia 0,05 bằng 358. Úi dồi ôi. Căng. Cái này lập bảng căng đấy. Căng đét đẹp luôn. Bây giờ lập bảng này hơi căng. Lập bảng này căng đét đẹp. Để yên từ từ đã nha. Test lại tí đã. Khối lượng của chất rắn khan ở đây là bằng 67 gram chất rắn khan này. 67 trừ đi 0,25 nhân 67. Đúng không? Trừ tiếp 106. B này là B này là 67 từ từ cộng 4. Chỗ này không phải ONA đâu, chỗ này là OH thôi. Thầy Phan nhầm đấy, đây mới là ester phenol này. Vậy đây không phải cộng 1,6 đâu. Chỗ này phải là cộng B cộng với lại 67 cộng 17 bằng 84. Vậy chỗ này không phải 17,9. Bấm lại. 67 này trừ đi này. Trừ đi này, 0,25 nhân 67. Trừ đi này. 0,25 nhân 84 này, trừ đi này. 0,15 nhân 39 này bằng này 23,4. Chia 0,05 bằng 4,68. Đây mới được này. Được không? Thì đây là những cái câu mà thầy dự đoán lên 10 mà các em. Nó chả khoai ra đây câu 9, câu này câu 9,75. Các bạn đòi dễ sao được. Đúng không ạ? Lập bảng. A B P. Được không ạ? Bây giờ A và B như nhau. Mình nhìn đầu thằng axit này. Thế thằng B này bây giờ mình cho thằng B nhỏ nhất đi. 14 đi. Được không? Thằng B nhỏ nhất cho 14 đi. Thằng P này là phải có bằng benzen này. Ester phenol này. Ester phenol bây giờ mình cho nó nhỏ nhất là C6H5 đi. 12 nhân 6 cộng với lại 5 bằng 77 đi. Thì loại luôn. Nhỉ, thằng A không được. Tương tự 14 tăng thêm một nhóm C2, 77 cộng 14 đi. 91 đi. Thì thằng A bao nhiêu? 468 trừ đi 3 nhân 91 trừ đi 5 nhân 14 bằng chia 5 bằng điều đấy 25. 25 thì C2H mấy nhỉ? H1 rồi, C2H rồi. Hãy đúng là C2H thôi. CH thì là thằng nào nhỉ? Xem nào, CH này suy thằng A là CH này nối 3 C này, COA đó được. Thằng B này CH2 này OH này COA ok. Thằng này này CH3 này C6H4 này ONA ngon. Đúng không? Thì bài hỏi cái gì? Tỷ lệ MC chia MD. Phân tử khối của C lớn hơn nhỏ phân tử khối D. Trong hai thằng này thằng nào nhỏ hơn? Thằng này chắc nhỏ hơn này. Đúng không? Thế thằng khả năng các anh này là C. Chắc anh này là C rồi. Anh này là D. Đúng chưa? Đề bài hỏi là khối lượng.
khối lượng của C chia D đúng không? C nhỏ D đúng rồi, khối lượng của C chia D. 0,25 nhân mở ngoặc đơn này, phân tử khối này. 17 cộng 14 cộng 67, đóng ngoặc đơn chia cho mở ngoặc đơn này. 0,15 nhân mở ngoặc đơn này. 15 cộng 12 nhân 6 cộng 4 cộng 16 cộng 23 bằng 49 chia 39. 1,25. 1,256 vậy là gần với 1,3 rồi. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. 9,75. Và đấy cũng là một câu mà thầy dự đoán có trong đề năm nay. Câu cuối cùng, câu 8-10 thì cũng dự đoán sơ đồ năm nay nó sẽ có dạng như này. Nhá. Mà trong dạng này thôi chứ không khó đâu. Mình sẽ chia anh này thành các đoạn này. Đoạn 1, đoạn 2, đoạn 3 và đoạn 4. Ok chưa? Ở đoạn 1 thì các em nhìn thấy nhá. Đầu tiên cái dung dịch này gồm COS4 này, X-mon này, H2SO4 này, Y-mon này, VNaCl, Z-mon thì hòa tan được Al2O3 là dựa vào thằng Y. Đấy chưa? Và đoạn 1 này thì lượng hòa tan Na2SO3 vẫn Al2O3 vẫn giữ nguyên nên là chưa có sự điện phân của H cộng ở bên cathode. Đoạn 1 là H cộng chưa bị điện phân. Điện phân bên cathode. Và bên anode thì là chỉ có Cl trừ bị điện phân bên anode. Thế phương trình điện phân nó đơn giản. Đây, thang điện phân của thầy Minh. Các bạn quan sát nhé. Thang điện phân của thầy Minh. Đây. Mình sẽ có đây là cathode, đây là anode. Thang điện phân lúc này đồng 2 cộng biến thành đồng. Cl trừ biến thành Cl2. Nhưng mà lúc này đồng điện phân hết nhé, nên đây là X. Thì Cl2 cũng là X. Ok chưa? Sang đoạn 2. Thế thì ở đoạn 1 ấy, sang đoạn 2. Thế đoạn 1 thì số mol NaCl, số mol của Al2O3 bị hòa tan sẽ bằng Y. Tạo thành Al2O43 lần mà, Y phần 3. Sang đoạn 2 nhé. Đoạn lúc này H cộng đã bị điện phân bên cathode. Bởi vì nó đi xuống mà, nên H cộng đã bị điện phân bên cathode. H cộng đã bị điện phân bên cathode rồi. H cộng đã bị điện phân bên cathode. H cộng đã bị điện phân bên cathode. Rồi. Cathode anode đồng 2 cộng biến thành đồng. H2O biến thành H2. Cl trừ vẫn là Cl2 thôi. Chưa ảnh hưởng gì cả nhá. H cộng bị điện phân đến hết cơ mà. Đồng là X, H2 là Y. Vậy Cl2 đây là X cộng Y. Ok chưa? Sang đoạn 3. Các bạn thấy cái skill thấy rất kinh. Đoạn 3 nhé. Đoạn 3 lúc này là nước bị điện phân ở bên nước bị điện phân ở bên cathode. Nước bị điện phân bên cathode để sinh ra OH trừ. Nước bị điện phân bên cathode để sinh ra OH trừ các em ạ. Đây. Cathode anode đồng 2 cộng biến thành đồng. Sorry, chỗ này thì ghi nhầm, đây là H cộng. Đây là H cộng biến thành H2. H cộng biến thành H2. Còn tiếp tục là H2O biến thành H2 cộng 2 OH trừ. Bên này vẫn là Cl trừ biến thành Cl2. Được không ạ? Thì ở cái đoạn 2 này các bạn lưu ý là ở cái đoạn 3 này này là lúc này Cl trừ bị điện phân hết. Đúng không? Và Cl trừ bị điện phân hết thì lúc này số mol của Cl trừ của chúng ta đây như đề bài cho đây là Z. Đúng không? Vậy ở đây nó sẽ là clo, số mol nó sẽ chỉ còn clo bị điện phân hết là Z. Đúng không? Đồng vẫn là X. Hydro vẫn là Y. Vậy mình tìm được số mol hydro ở đây bảo toàn nó sẽ là 2Z trừ 2X trừ 2Y chia 2. Ok chưa? 2Z trừ 2X trừ 2Y chia 2. À, đây là Z phần 2 chứ. Vậy là chỉ còn Z thôi. Bởi vì Cl trừ này là Z mà. Thì nó là Z phần 2.
Đoạn 4 thì chắc chắn là điện phân nước ở hai điện cực rồi. Tạo thành hydro và oxy rồi. Thời điểm T bằng 28950 giây. Vậy T bằng 28950 giây thì mình tìm được số mole trao đổi của mình bằng IT trên F Y bằng 2,5. 2,5. T là 28950 chữ F 96500 bằng 2,5 nhân 28950 chia 96500 bằng 0,75. Đấy, vậy suy ra Z chính bằng 0,75. Ngon chưa? Do lượng Al2O3 bị hòa tan bởi H cộng và OH trừ như nhau nên mình sẽ có số mol H cộng bằng 6 lần số mol của Al2O3 và số mol OH trừ thì lại bằng 2 lần số mol của Al2O3. Suy ra số mol H cộng sẽ bằng 3 lần số mol của OH trừ. Từ đó mình suy ra 2Y bằng OH trừ đây nhá, Z trừ 2X trừ 2Y. Được chưa? Được chưa? Vậy là bằng 3 nhân với Z trừ đi 2X trừ 2Y. Đây là chỉnh số 1. Khối lượng dung dịch giảm 35,125 gram. Khối lượng dung dịch giảm, M dung dịch giảm, khối lượng dung dịch giảm bằng, đề bài cho chúng ta là 35,125 gram. 35,125 gram thì chính bằng tất cả những thằng chui ra, M đồng 64X, M hydro Y Y 2Y cộng với 2 nhân với 2Y cộng với 2 nhân với Z trừ 2X trừ 2Y chia 2 cộng với CL2 là 71 nhân Z phần 2. Đây phương trình số 2. Được không ạ? Ok chưa? Vậy bây giờ xem nào. Kết hợp hai phương trình này lại. Kết hợp hai phương trình này mình sẽ có này. Chuyển hết sang vế đi. 2Y thì bằng 3Z trừ đi 6X trừ đi 6Y. Vậy mình sẽ có 6X cộng 8Y trừ 3Z thì bằng 0. Phương trình số 2 mình sẽ có 64X à, thế ở đây suy được Z luôn này. Thế Z vào là xong. Đúng không? Từ từ mình đã bình tĩnh đã. 64X 22 mất này. 64X cộng 2Y cộng Z trừ 2X trừ 2Y cộng 35,5Z bằng 35,125. Vậy mình có 64 trừ đi 2X, 62X, 2Y với 2Y hết, Z với 35,5 thì là còn cộng với 36,5Z thì bằng 35,125. Ô, thế làm sao mà biến mất được nhỉ? Trên này mình có cái Z bằng cái gì không? À, Z bằng 0,75 rồi. Ôi giời, suy ra X bằng luôn 35,125 trừ đi 36,5 nhân 0,75 bằng 7,75 này chia cho 62. X bằng 0,125. Y bằng thế phương trình bên trên à, trừ 3Z. Vậy là Z vứt sang bên này nó sẽ là 3 nhân 0,75 trừ 6Y là trừ đi 6 nhân 0,125 bằng được bao nhiêu chia 8 bằng Y bằng 0,18 75. Ngon quá. Vậy suy ra X cộng Y cộng Z 0,125 cộng 0,1875 cộng 0,75 bằng cộng 0,75 cộng 0,125 bằng 1,0625. Đáp án đúng đáp án B. Ok. Các bạn thấy dã man chưa?
Đây là dạng điện phân VinFast nhá, chữ V VinFast. Các bạn hãy nhớ lên dạng điện phân này. Và buổi học hôm nay là buổi học chữa để dự đoán chuẩn trúng tủ của thầy mình đã chữa full cho các em những cái câu mà thầy nghĩ rằng sẽ có trong đề thi năm nay. Rất là mong muốn rằng khi mà các bạn đi thi mà gặp được câu này thì hãy nhờ các bạn nói lại với các bạn đằng sau, các em của các em khóa sau là học thầy mình đi, đúng không ạ? Bởi vì thầy mình dạy rất chất. Rất là cảm ơn tất cả bạn và các em đã học buổi học ngày hôm nay. Rất cảm ơn tất cả các bạn và các em đã ủng hộ thầy mình. Và nhớ hãy theo dõi các buổi livestream tiếp theo của thầy nhá. Bye bye, chào tạm biệt các em, hẹn gặp lại.